Anh lùi vào đi. Ê khùng ma, mà anh Hai à, anh có thể tìm một công việc gì đó lương thiện để làm được không anh Hai? Đã lâu rồi mới được thấy em, đã lâu rồi mà tóc vẫn ngon,
đã lâu rồi mới được có em, đến bao giờ mới được có Hà Giang. Alo, nhìn nghe nè. Alo, alo, Vinh nghe đây. Có chuyện gì vậy Gia? Vinh đang làm đẹp, Vinh đang nghe nhạc chào buổi sáng. Cái gì? Có chuyện quan trọng hả? Bảo bối hả? Ok, Vinh Hồng nói lớn. Ừ. Vinh tới liền, Vinh tới liền. Ừ. Đến bao giờ mới được có Giang? Đến bao giờ mới được có Hà Giang? Giang, sao nghe như là sắp tìm ra kho báu vậy? Hà Giang, con đi đâu sớm vậy? Bố, bố hỏi. Con đi đâu sớm vậy? Bố, hôm qua con mệt quá, con xin lỗi bố. Con có biết là con đã làm bố mẹ mất mặt trước mọi người không? Con nghiêm trọng vậy ông bố? Thôi được, con đã chuẩn bị việc tiếp quản công ty của nhà mình chưa? Bố, con chưa nghĩ gì. Thôi được, thế còn cái chuyện con mở quán trà ở Singapore thì sao? Vụ đó không chỉ có mình con bố, con chỉ hùng một phần nhỏ thôi. Hà Giang, con nên nhớ rằng bố mẹ chỉ có một mình con thôi, cho nên đừng làm cái việc gì rắc rối chỉ vì một cái chuyện rất là nhỏ nhoi. Bố, đây đâu phải chuyện nhỏ nhặt, với con nó rất quan trọng. Ủa, mà sao ở đó bố mẹ không sang thêm cho con mấy em, thì bây giờ con đau khổ thế này. Bố có người làm công ty, còn con đi làm trà. Các cụ ta đã có câu nói, cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó. Nhưng mà con thì toàn làm những cái điều trái ngược lại thôi. Bố, chẳng có quy luật nào tồn tại mãi mãi. Thời bố khác thời con. Như những con chim bố nuôi, biết đâu chúng lại muốn tự do hơn là ở trong lòng hàng ngày được cho ăn. Con gái ơi, con nhầm rồi. Những con chim đó nếu thả ra ấy, thì nó không sống được đâu. Mà này, con nên biết rằng học đã khó, mà hành thì còn khó hơn rất nhiều. Ngay khi việc uống trà cũng thế, trước khi cảm nhận được vị ngọt thì phải biết được cái vị chát của trà đã. Bố, nhưng thưởng trà cũng có nhiều cách mà bố, và con đang muốn chứng minh điều đó là đúng. Bố nói về cách uống trà, còn con muốn bán cách uống trà đó cho thiên hạ một cách có văn hóa. Như vậy là học đi đôi với hành, đúng không bố? Thôi con đi nha. Ủa, hai bố con có chuyện gì à? Hơn người ta đến cả giáp, mà cứ như là con nít.
Kiều mày kỳ ghê nha. Mới đây mà đi đâu mất tiêu rồi. Ông kỳ ghê nha. Đi đâu mà đi đâu mất tiêu à? Mô Phật, Phật. Mỗi bước chân là hạnh phúc, mỗi bước chân là trị liệu, mỗi bước chân là an lạc, mỗi bước chân là thảnh thơi. Nam mô A Di Đà Phật. Mô Phật. Sư thầy có điều gì dạy bảo con à? Khi đã bước chân vào đây thì mỗi bước chân là an lạc, là thảnh thơi. Dạ, tại vì con vội đi kiếm bạn đó thầy. Có khi bên ngoài thể hiện sự sống rất đủ đầy, nhưng bên trong chưa chắc là an lạc, là thảnh thơi. Sư thầy, sao sư thầy biết được cảm xúc của con ạ? Mồ Phật, bần tăng không đoán, mà do cảm xúc ở thí chủ nó toát ra đó thôi. A Di Đà Phật. Mô Just do it. We don't need to tell her. She left and said nothing. I think you should inform her at least because this shop was opened by both of you. No. I will handle it. She calling. What happened? Why you not answer? So are you helping me or not? Ooh. Sorry, we closed it. Okay, I'll just come back tomorrow. I'll see all you right, then, sir. Okay? Thank you. All right. We're not gonna sell any longer. No more tea, okay? I'm sorry about that. Yeah. All right. Ủa, sao mặt buồn quá vậy cô nương? Nhớ Singapore rồi phải không? Lại gần đây. Nhớ cái đầu không đó? Ui da. À, cái đầu. Cái đầu, cái mặt nó trên cái đầu. Có đôi mắt, nó có cái miệng, nó có cái lỗ mũi. À, vậy là Diễm Phúc cho Vinh dữ lắm rồi. Nè, ông làm nhảm cái gì đây? Ủa mà Giang, mà Giang nói bí mật kho báu gì đó. Đây nè, Vinh coi nha. Ủa Giang, cuốn này chỉ là cuốn bình thường thôi, đâu có thấy kho báu gì ở trong đây đâu.